dù bữa nay là ngày rằm, cái nghiệp nó còn nặng, cho nên vẫn phải nấu chay và nấu mặn cho chồng. Nhưng mình vui vẻ hoan hỷ, không có gì hết, đời còn dài, tương lai còn rộng, quan trọng là tu ha. Thì Liên chỉ muốn giới thiệu với mọi người, thì khi mà nấu chay hay là nấu mặn thì mình phải có hai loại. Đó, thứ nhất người ta kêu là sá bấu, tức là củ cải muối hả. Thì xiên thì làm, mà làm biếng thì muối, ý lộn, xiên thì làm biếng thì mua chứ liệu đó. Thì đây là củ cải muối, thì các bạn có thể mua củ cải muối, các bạn có thể mua củ cải trắng về. Cái củ cải trắng, các bạn biết củ cải trắng là củ gì không các bạn hả? Tiếng Anh nó tên là mullein hả, và tiếng Việt là củ cải trắng hả. Thì đây, khi mà các bạn rửa sạch sẽ, cắt ra, rồi cắt ra, rồi cái rắc muối, rồi đi phơi nắng, xong tối lấy vô, rồi cái rắc muối đảo đảo đảo, mai phơi nắng, phơi vài nắng liệu dữ lắm đó, phơi vài nắng đó. Thì bữa nào Liên Liên làm, Liên sẽ bày lại cho mọi người cẩn thận, tại vì cây củ cải trắng đó nó ở gần cái chỗ bệnh viện nơi Liên làm việc, phải xẹt qua mới mua được đó, chứ không phải có thường xuyên đó. Rồi thì củ cải muối là khi mình nấu chung với lại xương với thịt thì mình bỏ vô. Cái thứ hai nó gọi là tăng xài, tăng xài cái này á, nó kêu là sá bấu, sá bấu, củ cải muối là sá bấu, còn cái này người ta gọi là tăng xài. Tăng xài có nghĩa là cải thảo muối khô, thì cái này là Liên tự làm, còn cái này là Liên giới thiệu là mua đó. Nhưng mà mua ở ngoài shop lâu quá rồi Liên cũng không có xài hả. Từ ngày mà Liên làm thì Liên không xài cái hũ này lâu lắm rồi, Liên cất bữa nay sẵn tiện nhớ đem ra. Thì cái hũ đó nó tên là tăng chin preserve vegetable ha. Đó thì làm nó gồm có cabbage và garlic và salt, thì có nghĩa là nó gồm có củ cải muối, nó gồm có gọi là cải 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 thảo và tỏi và muối trong này. Thì đó, các bạn nhìn thấy muối không? Muối dữ lắm, ăn sẩm sẩm không có ngon. Nếu các bạn muốn tự làm thì các bạn mua cải thảo về, các bạn rửa sạch sẽ, các bạn cho muối vô, rồi các bạn đem phơi nắng, đem phơi nắng vô, xong rồi cái bắt đầu nó dốt rồi, cái tối về tối lấy vô, rồi rắc thêm chút muối nữa, rồi sáng đem phơi, cũng phơi vài nắng xong xuôi rồi các bạn mới cắt nhỏ ra, rồi các bạn trộn muối, trộn tỏi bằm á, tỏi sống đó đó, và một chút xíu ngũ vị hương cho nó thơm, rồi cất vô cái hũ này, rồi mà để dành mà nấu mà ăn. Thì có hai cách, đó là cách người ta hay bày, còn cách thứ hai mà mẹ chồng Liên bày đó là cắt sẵn rồi rửa sạch sẽ, rồi rắc muối rồi đem phơi nắng đó, thì nó nhỏ sẵn rồi, nó dốt dốt lại cái là nó nhỏ từ từ luôn. À, khỏi cần phải sắt nữa. Rồi cái Liên đem Liên cho vô air fryer nó khô, cho Liên không có phơi nắng, tại đợt đợt đó cách đây mấy tháng nó làm gì có nắng, cho nên cho air fryer luôn đó. Thì khi thì Liên Liên cho khi mà Liên Liên làm xong xuôi hết thì Liên cho nước tương và tỏi sống đó. Nước tương và tỏi sống với chút xíu gừng nữa, thì phải lâu quá rồi, mấy tháng trước lận. Thì đó là Liên giới thiệu cái cách mà Liên nấu hủ tiếu đó. Phải có tăng xài và cả sá bấu đó. Liên giới thiệu cho mọi người hai cái vị để nấu, rồi nấu hủ tiếu mặn thì hay hủ tiếu chay gì thì các bạn cũng có. Hủ tiếu chay là Liên có bài video
sẵn rồi. Hủ tiếu mặn thì Liên không có bày, tại vì cách nấu hủ tiếu mặn thì nhiều trên mạng dữ lắm hả, mà bữa nay thì gia đình thợ nhà không ăn thịt, cho nên là đôi khi chồng chỉ nấu ăn tôm mực thôi, mà nó cũng không phải là hủ tiếu Nam Vang, bởi vì hủ tiếu Nam Vang phải có gan, có hẹ, có hành, có lá, mà lót đao cũng có đầy đủ, cho nên mà bày mà thiếu thốn thì người ta cười. Cho nên mục đích Liên chỉ giới thiệu cải sáu bấu và tăng xài là gì vậy thôi. Đây đây cái khúc đây là cải, củ cải trắng đó đó, để làm mà sáu bấu ha. Đó rồi, còn cải thảo khô, cải thảo thì mọi người biết nó là cái gì rồi ha, là cái bắp cải để mà làm kim chi đó, kim chi Hàn Quốc đó, để ngang mọi người đó. Ừ, giới thiệu cho mọi người sá bấu và tăng xài. Ừ, mình chúc mọi người ngày vui. Ừ, mình muốn nói thêm với mọi người một chút xíu là cải sá bấu khi mà mình hầm với lại rau củ quả để nấu chay đó, thì các bạn bỏ vô chung, rồi sau đó lọc hết toàn bộ cái nước dùng đó. Lọc hết toàn bộ cái nước dùng và xay cho nó mịn, rồi nấu thêm một lần nữa để lấy nước dẻo cho nó ngon, thì lúc đó các bạn mới bỏ cái củ cải trắng và cà rốt vô. Nhưng mà người ta đồn á là củ cải trắng và cà rốt mà nấu chung á thì nó sẽ mất vitamin của cà rốt. Nhưng mà hai cái vị này nấu chung thì mới nó ra hủ tiếu. Thì vitamin mà nó có mất đi thì mình bù theo hướng khác nghe nghe. Đó để cho một số bạn hỏi rằng là nấu chung nó mất vitamin thì thôi mình biết nó bị mất thì thôi mình bù ha. Đó, rồi bây giờ đó là hầm xong xuôi hết, cũng giống như là đó là nấu nấu chay, còn nấu mặn thì hầm xong xuôi xương hết rồi các bạn. Vớt thịt ra để riêng cho nó khỏi mềm. Rồi bây giờ mới bỏ cà rốt và bỏ cái tăng xài này vô, nấu thêm khoảng 10 đến 15 phút cho cái này nó mềm. Vậy là xong cái nồi hủ tiếu là nêm nếm lại. Đó là cái cách nấu hủ tiếu căn bản của mẹ chồng mình bày. Đó. Còn mỗi cái thành phố của miền Tây nó sẽ có cách nấu hủ tiếu rất là khác khác nhau. Đó. Đây là hủ tiếu mà Liên chỉ biết là mẹ chồng Liên bày như vậy thôi. Thì đó, thì nấu thì các bạn sau khi mà hầm xong xuôi hết thì đây là công đoạn thứ hai, là các bạn bỏ cà rốt với lại củ cải trắng và tăng xài vô, còn sá bấu là bỏ lúc hầm rồi. Sau khi củ cải, cà rốt và tăng xài vô nó chín mềm, vậy là nêm nếm lại là được. Khi ăn các bạn có thể bỏ đồ vô, hành tỏi, hành phi, rau ngò, rau mùi nhé. Thì mục đích của video Liên chỉ giới thiệu về tăng xài và sá bấu ha, chứ không có nấu. Còn cái video mà nấu chay thì Liên đã làm hủ tiếu chay, Liên đã làm xong hết rồi nha mọi người.